giá cát linh ở Tam Nông, Đồng Tháp giảm sâu, được nhiều người mua. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố dịch sởi. 800 vị khách đầu tiên trong số 4.500 nhân viên của tỷ phú Ấn Độ đã đến Việt Nam du lịch. Đường đèo nối nội ô Đà Lạt với vùng du lịch Tà Nung sạt lở Hàm Ếch. Câu chuyện độc đáo, lạ lẫm loài vú sữa rừng mọc ở đảo Cù Lao Chàm. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Tư ngày 28 tháng 8 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Tôn Phủ của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm kiến tạo sắc thái riêng theo 6 chuẩn mực sức khỏe quốc tế, nâng niu từng khoảnh khắc, thanh dưỡng thân tâm trí vẹn đầy, trọn vẹn hạnh phúc viên mãn cho cả gia đình. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm, 6 chuẩn mực sức khỏe đẳng cấp thế giới, kiến tạo sắc thái riêng cho bạn. Mở đầu là phần tin kinh tế. Sản vật cá linh mùa nước nổi hiện đang được bày bán rất nhiều ở các chợ trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, nên giá bán đã giảm sâu so với đầu mùa con nước nổi. Nhiều tiểu thương ở các chợ xã An Hòa, An Long, Phú Thành A và chợ thực phẩm Tam Nông, huyện Tam Nông cho biết hiện tại có rất nhiều người bán cá linh so với hồi đầu mùa nước nổi, nên lượng cá linh rất dồi dào. Giá bán cá linh còn sống từ 70.000 đến 80.000 đồng một ký. Giá cá linh đã mốc hầu làm sạch ruột từ 100.000 đến 120.000 đồng một ký, giảm hơn phân nửa so với đầu mùa. Ở miền Tây, chỉ vào mùa nước nổi mới có cá linh. Giá cá linh giảm sâu nên được rất nhiều người mua về chế biến các món ăn thơm ngon, bổ dưỡng. Theo số liệu mới cập nhật từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam tính đến giữa tháng 8 đạt 9,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu mới cập nhật từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam tính đến giữa tháng 8 đạt 9,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Đến thời điểm này, ngành đã hoàn thành 67% kế hoạch đề ra cho cả năm 2024. Nhìn chung, các thị trường xuất khẩu lớn nhất đều ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước. Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu gỗ và đồ gỗ lớn nhất của Việt Nam khi đạt gần 4,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 26% so với cùng kỳ. Tiếp theo là thị trường Trung Quốc, kim ngạch mới đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ nhưng cũng đã tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố dịch sởi trên toàn thành phố trước bối cảnh ca sởi tăng nhanh và đã có 3 trẻ tử vong vì sởi. Những trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh phải khai báo đầy đủ chính xác với cơ quan y tế trong vòng 24 giờ sau khi được chẩn đoán để được quản lý và xét nghiệm. Thành phố sẽ thực hiện chiến dịch tiêm vaccine bổ sung sởi rubella, không kể tiền sử dụng tiêm chủng vaccine này trước đó cho tất cả trẻ từ 1 đến 5 tuổi đang sống tại thành phố, đồng thời tổ chức thu dung điều trị chăm sóc cách ly y tế và kiểm soát dịch tại cộng đồng theo đúng các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 18 tháng 8, toàn thành phố phát hiện 170 trường hợp bệnh sởi tại 15 quận huyện và thành phố Thủ Đức, trong khi trước đó, từ năm 2021 đến 2023, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ghi nhận 1 ca bệnh sởi. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh cần chủ động đưa con em từ 9 tháng tuổi chưa tiêm vaccine sởi hoặc từ 18 tháng tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine sởi đến trạm y tế xã phường để tiêm vaccine phòng sởi. 14 giờ chiều 27 tháng 8, đoàn 800 khách đầu tiên trong số 4.500 nhân viên của tỷ phú Ấn Độ đã đến trước làm thủ tục check-in tại khách sạn Novotel Hà Nội Thái Hà, thành phố Hà Nội, bắt đầu hành trình khám phá Việt Nam. Đây là những thành viên đầu tiên của đoàn đến Việt Nam. Chiều nay, đoàn đã tham quan các điểm đến nổi tiếng ở thủ đô như Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhà tù Hỏa Lò. Bà Nguyễn Việt Thu, giám đốc kinh doanh và phân phối kiêm nhiệm khách sạn Novotel Hà Nội Thái Hà cho biết, trước đó khách sạn đã có kế hoạch sắp xếp phòng ốc chuẩn bị thực đơn đặc biệt theo phong cách ẩm thực từ nhiều vùng miền khác nhau của Ấn Độ. Nguyên liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ. Đoàn khách sẽ lưu trú tại 11 khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội.
Trong thời gian 5 ngày 4 đêm tại Việt Nam, họ tổ chức các hoạt động như hội nghị, tọa đàm, gala dinner. Ngoài Hà Nội, đoàn sẽ đi du thuyền khám phá Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chiêm ngưỡng thắng cảnh Tràng An, Ninh Bình cho 4.500 nhân viên đi du lịch Việt Nam là cách mà tỷ phú tập đoàn dược Sun Pharmaceutical Industries Limited của Ấn Độ tri ân các đại lý của công ty trên toàn thế giới. Du khách trong đoàn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu là người Ấn Độ. Trong chuyến đi này, tỷ phú Ấn Độ cũng sẽ có mặt tại Việt Nam. Đoàn 4.500 nhân viên được chia thành các nhóm nhỏ và du lịch Việt Nam từ 27 tháng 8 đến 3 tháng 9. Đây là đoàn khách Ấn Độ lớn nhất từng đến Việt Nam. Mọi công tác chuẩn bị đón đoàn được thực hiện chu đáo. Chiều ngày 27 tháng 8, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tri ân Ban chỉ huy đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong việc hỗ trợ vận chuyển mô tạng an toàn và nhanh chóng trong ca ghép tim xuyên Việt vừa qua. Chiều ngày 27 tháng 8, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tri ân Ban chỉ huy đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong việc hỗ trợ vận chuyển mô tạng an toàn và nhanh chóng trong ca ghép tim xuyên Việt vừa qua. Tại buổi tri ân, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi gặp gỡ thân mật với đại diện Ban chỉ huy đội tuần tra dẫn đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, bệnh viện cũng đã trao hoa, thư cảm ơn và quà tặng cho đơn vị này. Trước đó, vào 22 giờ ngày 24 tháng 8, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát Giao thông đội tuần tra dẫn đoàn đã triển khai 2 xe mô tô và 4 cán bộ chiến sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất để phối hợp cùng đoàn y bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược trong việc vận chuyển trái tim của một nam thanh niên chết não từ Bệnh viện Y khoa Sanh Pôn Hà Nội về Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để ghép cho nam bệnh nhân LAH sinh năm 1987 ở tỉnh Gia Lai được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn. Với chức năng tim rất kém, nếu không ghép tim kịp thời sẽ không sống được bao lâu nữa. Thì thứ nhất là mình tự hào vì mình được ban chỉ huy phòng cảnh sát giao thông cũng như là ban chỉ huy đội tuần tra dẫn đoàn tin tưởng giao nhiệm vụ cho mình. Rồi thứ hai nữa là mình qua việc đó mình góp được một cái phần nhỏ vào trong của việc cứu sống được một người. Đây là một hành trình đặc biệt có ý nghĩa to lớn, vừa giúp mang lại sự sống cho một người, vừa ghi dấu ấn mới trên bản đồ ghép tạng của Việt Nam. Xin được chuyển sang thông tin khác. Ngày 27 tháng 8, cơ quan chức năng đang đo đạc để lập phương án sửa chữa đoạn sạt lở nghiêm trọng tạo thành một hàm ếch trên đèo Tà Nung, tỉnh lộ 725 nối nội ô thành phố Đà Lạt với vùng du lịch Tà Nung. Đường đèo Tà Nung nhỏ hẹp, lượng xe đưa du khách đi tham quan đông nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ xe. Đoạn đường trên bị sạt lở từ ngày 23 tháng 8. Đoạn đường sạt lở có hàm ếch dưới mặt đường, chiều dài dọc đường khoảng 6m, sâu khoảng 2m. Ngoài ra, dọc theo mặt đường xuất hiện một vết nứt dài khoảng 20m, phần đất đá ta luy âm của đèo Tà Nung bị sói lở trôi xuống vực sâu hơn 15m. Để tránh sạt lở lan rộng gây gián đoạn giao thông, cơ quan chức năng đã khoanh vùng khu vực sạt lở, cắt cử người giám sát để cảnh báo và thực hiện quan trắc. Tại vị trí sạt lở, đã lắp đặt đèn, biển cảnh báo, căng dây rào chắn. Ở bề mặt đèo, cơ quan chức năng đắp bao tải đất, làm gờ bê tông, ngăn nước chảy vào vị trí sạt lở. Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng 2 sinh viên để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đó là Vũ Nam Giang, 21 tuổi và Trần Việt An, 20 tuổi, cùng trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Theo điều tra, cả hai là sinh viên một trường cao đẳng tại thành phố Hà Nội, do cùng nghiện chơi game và bia nên cả hai rủ nhau đi cướp tài sản. Rạng sáng ngày 17 tháng 8, Giang và An mang một thanh kiếm dài rồi chở nhau qua các con phố ở Hà Nội. Khi phát hiện đôi nam nữ đi vào tuyến đường mới tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thì Giang và An chặn đầu xe dùng kiếm đe dọa cướp hai chiếc điện thoại rồi mang đi bán được 14 triệu đồng để nạp vào game. An và Giang đã bị bắt ngay sau đó. Thưa quý vị, ra đảo Cù Lao Chàm, Hội An mùa này, nhiều du khách may mắn được người trên đảo cho thưởng thức một loại quả vô cùng lạ lẫm, đó là vú sữa rừng. Thứ quả chỉ có riêng ở Cù Lao Chàm và chỉ chín rộ trong thời gian ngắn. Sau đây mời quý vị sẽ cùng theo chân chúng tôi khám phá về loại quả đặc biệt này, quý vị nhé. Cù Lao Chàm cách phố cổ Hội An 20 phút đi cano. Hòn đảo này từ lâu được bảo tồn nghiêm ngặt để giữ đa dạng sinh học, vừa kết hợp làm du lịch. Có nhiều đặc sản nổi tiếng ở hòn đảo này, nhưng rất ít người biết đến một loại quả hiếm mà người dân gọi là vú sữa rừng hay còn gọi là trái gành gành.
Nó nằm ở những khu vực nào và bà con đi hái là gì? Khu vực ở dưới Eo Gió, cũng nằm dưới Eo Gió, dù khoảng nào mà ngồi đó tráng là rất nhiều lắm. Nhưng mà cái cây nó thấp lắm chứ không, nó không phần cô. Khi mình đo mình thấy nè, không trèo leo như thế này, mình chỉ là mình dở nhánh lên cái là mình rút nè thôi. Đó, cho nên là cái cây này nó cô quá nên mình phải trèo thôi, chứ mấy cây kia thấp, thấp lắm. Nó gò nó thấp rồi, nó lên nó cũng thấp. Mà trái rất nhiều. Ông bà hồi trước đi câu mà đi vân câu cá ban đêm á là coi như do sớm là hới an trước rồi cái là phải xuống câu cá. Cây vú sữa rừng là loài đặc hữu sống ở ven đảo Cù Lao Chàm, nơi các mỏm đá và thời tiết khắc nghiệt. Loài cây này thân cứng, chiều cao chỉ chừng 4 đến 6 mét, cây trổ bông thành chùm quả như chùm nhãn, vải. Trái vú sữa rừng thường chín rộ trong khoảng thời gian rất ngắn, rơi vào trung tuần tháng 7. Đúng rồi. Bọn này là ngày xưa là ông bà ngày xưa đó, là họ đi lên núi, họ thấy cái trái này họ hái họ ăn, vậy khác vậy rồi, nó có một hương vị giống cái trái vú sữa nhà đấy. Thì người ta đi câu hay là người ta đi núi rồi là người ta bứt cái này người ta ăn này. Một năm thì nó ra nó còn mấy mùa? Một năm thì chỉ có một mùa thôi. Nó ra một mùa một thôi. Là thời điểm này đó. Thời điểm này. Có nhiều khu vực là không có. Ra rồi là ăn đặt sạch luôn. Chính vì không nhiều và chín rộ trong thời gian ngắn, nên vú sữa rừng chủ yếu được người dân trên đảo biết. Những vị khách may mắn sẽ có cơ hội được thưởng thức thứ trái đặc biệt này. Trái có vị ngọt thanh, trái chín to nhất chỉ bằng đầu ngón tay. Khi trái chín, mùi thơm thoang thoảng thu hút nhiều chim muông, đặc biệt là đàn khỉ hoang hơn 200 con trên đảo Cù Lao Chàm. Nghĩa là trái này, trái cây là hầu như là ngồi đây rất là nhiều, kể cả trái này. Mà từ khi có khỉ xuất hiện á thì trái cây hồi ngồi đảo là không còn nữa, hầu như không còn. Thấy nó ra tự nhiên ít đi rồi, cái rồi thời gian già lên là để mất luôn, không đủ để ăn nữa. Khi đến mùa chín rộ của vú sữa rừng, người dân Cù Lao Chàm chạy xe máy mang theo bao bì đến những mỏm núi có cây mọc để quan sát. Dựa vào mùi thơm bay trong gió cùng hình dạng đặc biệt của cây vú sữa, giúp người đi rừng nhận ra vị trí cây và trèo lên thu hoạch. Mùa vú sữa chín, người dân phải hái sớm trước khi đàn khỉ xuống và ồ ạt. Vú sữa rừng hái xuống nếu trái chín thì có thể ăn ngay, trái còn xanh thì ủ 2 đến 3 ngày là chín rộ. Đây là loài quả ngọt đặc biệt riêng có mà thiên nhiên ban cho người dân trên đảo. Người dân đảo khi hái cũng chỉ vặt chùm quả, không bẻ cành lớn để giữ cho cây tiếp tục sinh sôi và cho quả mùa sau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên các hạ tầng của báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Chamrut. Còn bây giờ Tôn Vũ xin kính chào và hẹn gặp lại.